Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Động thái của Thủy Tiên ngầm phủ nhận tin đồn ly hôn công vinh. Sau loạt lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện, Thủy Tiên vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh việc tái xuất, nữ ca sĩ cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của du lần với cuộc sống hôn nhân của ông xã công vinh. vượt qua, giọng ca sinh năm 1985 khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, khoe gia đình hạnh phúc. Hình ảnh vừa được Thủy Tiên đăng tải nhận được sự quan tâm chú ý của đông đảo cư dân mạng. Qua hình ảnh được đăng tải, cả gia đình cô vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Riêng Thủy Tiên, cô còn vui vẻ đùa nghịch và tạo dáng trước ống kính. Đính kèm loạt ảnh nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái. Sau cơn giông bão, cầu vòng sẽ xuất hiện trên bầu trời. Nhưng mà lần này, cầu vòng ở ngay dưới chân trước cửa nhà đẹp ơi là đẹp. Chúc mọi người ngày mới nhiều niềm vui à. Cô vui vẻ tạo dáng ngay trước biệt thự tiền tỷ. Cầu thủ công vinh cũng rạng rỡ trước ống kính của bà xã mẹ nữ ca sĩ cũng được cô cho lên sóng trong loạt ảnh mới nhất. Hiện tại, loạt ảnh này đang nhận được sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh việc khoe được khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, mà động thái này của nữ ca sĩ cũng ngầm phủ nhận tin đồn cô và ông xã ly hôn râm rang trên mạng xã hội suốt thời gian vừa qua. Nguyên nhân bởi trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, đồng loạt đăng tải thông tin cặp đôi ca sĩ cầu thủ tan vỡ sau 12 năm gắn bó bên nhau. Ngay khi vừa đăng tải, công vinh Thủy Tiên lập tức bị cư dân mạng réo tên. Tuy nhiên, nhiều người nhanh chóng phát hiện ra cặp đôi nhân vật chính được nhắc đến là Bikki and Sakura. Được biết, cặp đôi nổi tiếng làng túc cầu thế giới đã xác nhận được INSD và truyền thông râm ran việc lý do khiến cả hai tan vỡ là do cầu thủ người Tây Ban Nha ngoại tình. Chưa kể về cặp đôi công vinh Thủy Tiên đã gắn bó với nhau 14 năm chứ không phải 12 năm như thông tin mà các trang đăng tải rầm rộ trên mạng xã hội. Hiện tình của Bikki and Sakura tan vỡ sau 12 năm gắn bó, cả hai có với nhau hai người con xinh xắn đáng yêu trước khi xác nhận chuyện chia tay. Mới đây nhất trên trang cá nhân cặp đôi vẫn xuất hiện tình tứ bên nhau, vậy nên nhận tin đồn đoán của cư dân mạng hoàn toàn khiếu cơ sở trước đó trên trang cá nhân thủy tiên cũng từng tâm sự đầy chân thành về tổ ấm gia đình cùng công vinh sau hơn một thập kỷ nắm tay nhau đi qua bao thăng trầm trong cuộc sống cụ thể nữ ca sĩ viết chăm sóc cho gia đình là bản năng của người phụ nữ từ ngày lấy anh vinh tiên thích được tự tay nấu các món ăn cho gia đình mình tiên nhớ hồi đầu mới học nấu ăn có mấy món dở tệ tiên còn chẳng ăn nổi vậy mà anh vinh vẫn tắm tác anh thấy được mà. Hay có những lần tiên tự dưng nổi quạo với anh Vinh. Chẳng vì điều gì hết ấy nhưng anh chẳng quạo lại còn chọc cho tiên cười. Trong mắt anh tiên luôn là người phụ nữ hoàn hảo. Đối với tiên trọn vẹn chính là khoảnh khắc khi bạn ở trong vòng tay của người mình yêu, cảm nhận tình yêu và sự bao bọc của họ. Trọn vẹn cũng là những khoảnh khắc vây vần, chia sẻ của cả gia đình, một tổ ấm ngập tràn yêu thương, một ngôi nhà đầy tiếng cười, chính là thành công lớn nhất của một người phụ nữ. Khoảnh khắc đó chính là trọn vẹn. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo